Nó không còn chất ở quả truyền ra nữa. Chỉ được đến 28, nếu mình làm cắt sớm thì đến 26 đến 28 là dụng nặng. Kệ mua chung nào. Mình mua cho ai quan trọng gì. Dụng thì đâu. Mẹ miễn là nó đều đẹp là được. Thở cái quả là được, cứ thở giá. Nhưng mà cũng nhận đỏ lâu nhỉ. Cứ lại đi đỏ lâu thật. Hết tháng riêng vẫn thấy quả. Nhà anh cũng muốn hạ khi mà thở xuống thì vẫn vất ở bản TV. Mỗi tội nhau quát rồi. Nếu ăn những cái dầu bóp ra vẫn thơm. Và lấy lộn thơm. Bốc bữa anh bốc đúng cái xe toàn với đũa thơm và xe thơm lắm. Vậy đấy tinh dầu nó vẫn nhiều. Thôi cứ làm đi thôi. Nhắm tổ mũi đúng như nhà ông Nhượng. Không. Thế sao không bảo sớm? Mình cứ tưởng theo bà mà làm đúng như nhà ông Nhượng mình. Ông có tiền ông sơn chứ lại tổ mũi tốn sơn lắm. Ông tốn sơn đây à? Một nước sơn này chỉ thật một nước thôi. Nó cũng bằng cái này kia sơn hai nước. Anh làm đấy làm gì cho nó bám bụi cho anh đáo. Bám bụi đâu. Mấy thằng này trình độ kém, ném không tơi. Anh mà ném thì tơi cả. Đây nhìn như cục đất đi, mối gì. Bọn này nó muốn nó đắp đất. Đắp ụ đất, mối miếc gì. Cứ chát trơn thôi, đẹp nhất.